Xin chào các bạn, hôm nay mình dẫn các bạn đi hái dưa leo và khổ qua của nhà mình nha. Thì trên bếp thì mình đang nấu đồ ăn, thì đang đợi nó chín thì mình tranh thủ đi ra sau vườn hái dưa leo. Dưa leo thì hôm nay thì nó cũng còn ít, mình thu hoạch thì do không có phân thuốc cho nên nó cũng không có năng suất cao, trái nó nhỏ và nó đều dữ lắm. Thì đây là dưa leo mình hái được hôm nay nè, thì cũng được rổ nhỏ, cũng không có nhiều lắm, nhưng mà ăn đặc biệt là mình rửa sơ nước thôi là ăn được rồi. Dưa leo sạch và ăn nó rất là giòn, nó không có bị đắng. Chỗ nào mình ăn hết nguyên quả dưa leo, không có bỏ luôn cái đầu luôn ha, nó không có bị đắng đó. Dưa leo hôm nay thì đợt này thì ngon thiệt. Thì mỗi ngày thì mẹ mình tưới nước để trời nắng này thì rất là nóng nực, nếu mà không tưới thì nó sẽ héo hết trơn. Thì ở đây có một cái vàng nó ra trái non nè, nhưng mà chắc là nó cũng hơi thiếu nước đó, cho nên là nó không có lớn được và nó cứ đều đều dần, nếu mình không có hái kịp thì nó cũng hư luôn. Nó già, nó rất là mau già ha, có khi hôm nay mình thấy nó còn nhỏ, ngày mai là nó lớn là ăn được rồi đó. Nó cũng mau lớn lắm, 1-2 ngày, nói chung là ngày nào mình cũng ra tìm hết trơn á, tại vì nhiều khi nó ở trong cái lá mình nhìn không có thấy, nó bị sót đó các bạn. Và hôm sau thì nó lớn lớn lên, rồi mình đi hôm sau thì mình lại dễ thấy hơn, tại vì nó cũng nhỏ. Dưa leo nhà không có phân thuốc thì nó không có được lớn lắm. Thì còn đây là cái hổ qua nhà mình trồng, thì cái vàng này nó cũng héo hết trơn à, nó còn sót lại một vài trái. Thì hổ qua nhà mình cũng không có phân thuốc, nếu mà chịu khó bao thì có được ăn, còn không bao thì đa số là nó cũng hư ở bên trong. Thì đa số nó hư và nó có bọ xít nó bám bên ngoài, cho nên khi mình hái thì phải quan sát kỹ. Có nhiều trái là bọ xít nó bám đầy hết trơn á, mình không có dám hái, mình phải tìm cách đuổi nó đi, nhưng mà cũng sợ nó bu lên mặt á thì nó sẽ làm cho mình bị phỏng, cho nên là khi hái thì chúng ta cẩn thận. Hãy nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại trái của hoa mà không có bọ xít thì mình mới dám giơ tay ra hái như thế này. Thì trái nào mà nó nhiều bọ xít quá thì thôi bỏ qua ha. Mình cũng không có muốn bị bọ xít nó bắn lên người, nó bị phỏng thì đau dữ lắm, vừa đau vừa xấu nữa. Thì nếu mà an toàn thì mình nên đổi cái nón khi đi ra hái khổ hoa. Nhưng mà nhiều khi vội quá, các bạn đi ra vườn mà không có mang theo, có những trái của hoa mình không hái kịp, rồi 1-2 ngày không có ra thăm vườn là nó đã chín vàng như thế này rồi nè, rồi nó bung cái hạt ra. Đây là những cái trái hoa là nó chín vàng, nó to lắm mà mình không có hái kịp á, rồi nó rớt xuống dưới. Ôi, cái trái hoa này nè toàn là bọ xít không à, nó bù mà bọ xít con nào con nấy khổng lồ luôn. Mình sợ lắm, lấy mình đụng vô như thế này mình cũng sợ nó bay vô mặt mình á. Mình đứng xa ha, chính xa mấy cái trái như vậy ra. Mình cũng không hiểu tại sao khổ qua nó đắng như vậy mà con bọ xít nó lại bu. Những cái trái mà nó đắng thì bọ xít nó cũng chích luôn á, nó không sợ gì hết trơn. Nhà mình thì trồng rau nhà ăn cho nên mẹ không có phun thuốc, nở ra ong vàng hoặc là bọ xít nó bù dữ lắm luôn. Cái vàng khổ qua này là nó cũng không còn nhiều, nó tàn hết trơn đó. Thì đây là cái quay cảnh trước này các bạn, mình nấu đồ ăn mình đi về cái là mình bắt cái mồi thịt